Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với FPT Shop Channel. Còn nhớ cách đây không lâu thì Hiếu đã trên tay một sản phẩm, mà đó chính là chiếc loa Onyx Studio 3, là một cái món quà khi mà các bạn mua sản phẩm Galaxy Note 8 tại FPT Shop. Và ngày hôm nay lại tiếp tục là một chiếc loa của Harman Kardon, và đó chính là chiếc Onyx Mini rất là dễ thương này. Và bật mí với các bạn, đây cũng sẽ là một cái phần quà tặng kèm khi mà các bạn mua một chiếc smartphone tại FPT Shop. Nhưng mà cụ thể là chiếc smartphone gì thì Hiếu sẽ dành phần bán cho các bạn nha. Trong video ngày hôm nay thì Hiếu sẽ trên tay nhanh chiếc loa siêu cấp dễ thương này nhé. Đầu tiên Hiếu sẽ nói một chút xíu về phần thiết kế của chiếc loa này. Thì khi mà vừa mở hộp ra thì Hiếu đã rất là ấn tượng với cái thiết kế này, tại vì nhìn thì nó sẽ không khác gì so với chiếc Onyx Studio 3 cả. Nhưng mà thay vì là một cái thiết kế to đùng như vậy thì bây giờ nó đã được tinh giảm xuống còn một chút xíu như vậy thôi. Và với một cái thiết kế nhỏ gọn như vậy thì các bạn hoàn toàn có thể dễ dàng cầm nắm bằng một tay nè, bỏ vào cặp ba lô để mang đi, hoặc là khi mà các bạn để bàn làm việc hay là để trong cái không gian phòng của mình thì nó cũng rất là thẩm mỹ và nó không có chiếm nhiều diện tích như là cái dòng Onyx bình thường kia. Chúng ta vẫn sẽ có một cái thiết kế kiểu đĩa bay, và theo như Hiếu nói lúc trước là kiểu bánh rán đó, một cái thiết kế hình tròn và dẹp và nó sẽ u lên chính giữa này. Ở giữa này sẽ là một cái logo của Harman Kardon, chúng ta sẽ có một cái lớp màng loa bằng chất liệu vải. Phần trên đây thì sẽ là một cái dải cao su mềm và nó sẽ chứa những cái nút cơ bản như là nút nguồn nè, tăng giảm âm lượng, nút Bluetooth và cũng như là nút đàm thoại. Dưới này thì khác biệt hơn chiếc Onyx Studio 3 là nó sẽ có thêm 5 cái đèn đây, và 5 cái đèn này nó sẽ là hiển thị cái mức dung lượng pin còn lại của chúng ta. Ở phía giữa này thì rất là quen thuộc, chúng ta sẽ có một cái màn loa cộng hưởng, và khi mà chúng ta chơi nhạc á thì cái màn loa này nó sẽ nhảy theo cái âm nhạc của các bạn luôn. Phía dưới này thì sẽ có một cái cổng iOS nè, và một cái cổng power, và cái cổng power này sẽ là một cái cổng micro USB luôn. Dưới đây thì sẽ là một số thông tin cũng như là bốn cái nút nhựa để khi mà các bạn đặt loa trên bàn thì nó sẽ không bị xê dịch. Và vừa rồi là thiết kế của chiếc Onyx Mini nhỏ gọn và rất là bắt mắt. Và bây giờ thì Hiếu sẽ thử chơi nhạc trên chiếc loa này để xem là nó có làm tốt như những gì mà đàn anh Onyx Studio 3 đã làm được không nhé. Hold up. Nếu mà so với chiếc Onyx Studio 3 thì chiếc Onyx Mini này nó sẽ thua về cái mức âm lượng khi mà công suất của nó chỉ là 16W thôi. Còn trên chiếc Onyx Studio 3 là tận 60W lận. Tuy nhiên về cái cường độ âm thanh thì không thể nào chơi vào đâu được khi mà chỉ với một cái kích thước nhỏ bé như vậy mà chiếc Onyx Mini này hoàn toàn có thể lắp đầy một cái không gian giải trí phải nói là hơn 15m2 lận. Và cái dải bass mà chiếc Onyx Mini này thể hiện thì nó sẽ mang một cái phong cách là trầm hùng mạnh mẽ, và nó sẽ được lan tỏa nhờ cái cấu tạo của màn loa cộng hưởng có tác dụng là gia tăng âm trầm ở phần thân sau. Và hoạt động của cái loa bass này thì nó khá tương đồng với lại dòng Onyx Studio trước đây. Nó sẽ nhận xung động từ loa chính bên trong, và sau đó cái màn loa thụ động sẽ rung nhại tạo một cái âm thanh trầm chạy theo và bổ sung độ sâu cho cái âm thanh của toàn loa. Và với cái chiếc bass trầm hùng này, chiếc Onyx Mini nó sẽ thích hợp với các thể loại nhạc sôi động nhiều bass như là dance, pop, EDM và các thể loại nhạc khác như là vocal, classical thì nghe vẫn tốt nhưng mà nó sẽ bớt đã hơn so với những cái thể loại nhạc sôi động. Và với những ai đã từng là fan hâm mộ của dòng loa di động Harman Kardon Onyx Studio nhưng mà vẫn còn e ngại về cái kích cỡ của dòng loa này thì cái phiên bản Onyx Mini này như sinh ra là để dành cho các bạn vậy, khi mà nó đã khắc phục được hai nhược điểm rất là lớn. Nó sẽ sở hữu một cái kích thước nhỏ gọn chỉ bằng 1/3 thôi và sẽ dễ dàng mang theo người. Và quan trọng hơn là dung lượng pin của nó đã được tăng lên 3000mAh, tương đương với 10 giờ nghe nhạc liên tục, là một cái con số gấp đôi so với tất cả các phiên bản tiền nhiệm. Và vừa rồi Thiếu đã trên tay rất là nhanh chiếc là dễ thương Onyx Mini này rồi. Và giá bán của sản phẩm này trên thị trường hiện nay là vào khoảng 2.9 triệu. Nhưng mà các bạn sẽ được sở hữu free em này khi mua một chiếc smartphone tại FPT Shop. Và cụ thể là chiếc smartphone nào thì như lúc nãy Hiếu có nói thì trong video ngày hôm nay Hiếu sẽ không bật mí cho các bạn đâu. Và không biết là các bạn có thích em này hay không. Riêng Hiếu thì sau một đêm mà trải nghiệm em này thì Hiếu cảm thấy là muốn ôm nó về nhà và sở hữu nó luôn không thôi.
Nếu mà các bạn có bất kỳ thắc mắc gì về chiếc loa này cũng như là các bạn nào đoán được sản phẩm sẽ tặng kèm với chiếc loa này thì các bạn hãy comment bên dưới cho Hiếu biết nha. Còn bây giờ thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.